Trước đây là do cái thói quen hút thuốc lá nhiều của tôi cộng thêm với các cái bệnh viêm lợi từ lâu nó vẫn cứ dai dẳng bám theo tôi. Có mùi khó chịu ảnh hưởng rất nhiều đến những cái cuộc sống hàng ngày của tôi, là khi giao tiếp là tôi cảm thấy rất mất tự tin, thiếu tự tin đối với cả những người xung quanh. Qua một số giới thiệu của bạn bè và tôi có tìm hiểu trên mạng thì tôi đã tìm thấy cái sản phẩm Detox Nano. Sau khi tôi mua và dùng thử một tuần thì tôi cảm thấy hơi thở nó thơm mát và nhẹ nhàng hơn. Tôi tiếp tục dùng thử hai liệu trình nữa và cảm thấy là có chuyển biến rõ rệt. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người và cảm thấy mọi người đánh giá tôi là gần gũi và thân thiện hơn so với trước. Cảm ơn sản phẩm Detox Nano đã mang cho tôi một hơi thở thơm mát và sự tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Trước đây thì cái chứng hôi miệng của mình á, trong các lúc mà mình đi giao tiếp hoặc là gặp gỡ khách hàng hay là trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì mình thấy là nó bị hôi nên là mình rất là mất tự tin ấy. Mình cũng đi khám thì cũng được biết là nó không phải là đến từ miệng mà là do là từ dạ dày ấy, là dạ dày nhiễm khuẩn HB cho nên là nó có cái mùi như thế. Cũng lên mạng tìm hiểu để mình có thể cải thiện được cái mùi hôi ấy. Thì mình cũng mua các cái loại nước súc miệng về để súc miệng. Nhưng mà cái súc miệng đấy thì nó khi mà mình súc miệng thì nó chỉ được một lúc thôi thì cái mùi hôi nó lại xuất hiện. Cũng may là cũng được một cô bạn thân, cô ấy mua bảo là cái sản phẩm Detox Nano này cô cũng đã dùng rồi và thấy nó rất hiệu quả nên là cô cũng mua tặng mình một lọ. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm Detox Nano này ấy, thì mình thấy là nó có một cái hiệu quả rất là nhanh. Mình chỉ dùng hơn một tháng thôi thì những cái triệu chứng về dạ dày ấy, nó giảm đi rõ rệt, và đặc biệt là cái chứng hôi miệng của mình là coi như hết hẳn luôn ấy. Cái bộ Detox Nano này thì nó có 4 sản phẩm, đó là một viên uống này, viên ngậm này, và xịt vào miệng này, và cả súc miệng nữa. Nên là khi mà mình dùng ấy, thì mình dùng kết hợp luôn cả 4 sản phẩm luôn thì nó sẽ có một cái hiệu quả là rất là nhanh. Từ cái lúc mà có Detox Nano thì mình không mua những cái loại nước súc miệng nữa, mà mỗi một ngày thì mình chỉ ngậm 3 lần trước khi ăn thôi thì là nó đã có hiệu quả rồi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.